Diogo Dalot đấu ở vị trí RB hoặc W phải. Tịch Bồ Đào Nha lương mùa hiện tại năm cao 1m83, cân nặng 76 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5, đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Porto và 2018 thì trở về phục vụ câu lạc bộ Manchester United. Số ăn của cầu thủ này bao gồm Sousa qua người. RB thì mạnh của Dalot là tốc độ, từ khả năng tạt bóng và phản ứng. Mức thưởng cộng 5 full ever thì ta sẽ thấy nổi bật lực này, càng tốc này, tốc độ này, bóng này, tạt bóng này, chuyền ngắn, phản ứng. Phần đơn dành cho Dalot. Công 1 thủ 3, không cân bằng đánh chặn động. Vào in game và trải nghiệm cầu thủ này thì ta sẽ có cái nhìn dễ hơn. Tuy nhiên thì sau đấu mà sự cà lốt thì cánh đang dùng, tuy nhiên vẫn là cái điểm hạn chế thuộc tem Manu, rất khó săn. Dalot trong game một thể hình tương đối đẹp, tốc độ tốt, quét qua thả ngang phòng ngự. Dalot khả năng xoạt bóng, cản phá bóng và đều bám rất vời. Nói chung là trong vai trò một hậu vệ cánh phòng, bộ chỉ số ẩn phòng ngự của anh là rất tốt. Việc có khả năng đá tiền vệ cánh, thấy kỹ năng của Dalot không chỉ nằm ở năng phòng ngự, anh còn khả năng cầm bóng, đi bóng và tạo, đặc biệt là với một tốc độ tốt cộng với thể hình đẹp như mơ của mình 83. Cha là một cầu thủ có khả năng phá bẫy vượt biên, thông minh. Đây là một đội có sơi cá lốt phá. Đối với một hậu vệ cánh thì ngoài khả năng phòng ngự cha ra thì huấn luyện viên bao giờ thích cầu thủ có khả năng tăng cao và hỗ trợ tấn công. Dalot là một chọn rất hợp lý, mà khả năng tăng cao tấn công của tiềm năng tốc độ mạnh của anh là rào. Năng tì đè cũng rất ổn trong những hậu cánh mà đẹp. Chuyển đi. Ui rồi. Đóng xa trúng cột của Lampard. Tại thì đang được Canada cho mượn Icon Lampard. Dùng trải nghiệm và review cũng như là đấu xếp hạng.
chung các bạn cầm Zera với Lampard thì ngoài cần có cơ hội là sút luôn. Hai ông thần này đóng xa rất ổn, đóng xa kinh dị vãi lên, bạn không thể tưởng tượng được cú đóng thần thánh đến từ chân của Lampard và Zera mùa hai cần nữa. Là trải nghiệm chúng ta rất xuất thần căng quận của chung về Dalot chấm cho mức điểm 10 cộng ở tờ B. Chả có điểm nào nữa. Tàu này khó săn quá thôi. Tao xìa kỹ thuật thì đâu cánh nó trọng. Tất điểm thì trừ cánh thuần tầng cao thì làm nhiệm vụ chuyền chọt ra một số tình không chiến là lốt chuyền Manu thì luôn đào tạo ra những năng trước Dalot thì có Patrick Evra cũng là cánh két phải trái Pinev tôi là một tên tấn cao hỗ trợ và tạt vào hay giờ ra ôn nhưng bất ngờ tận dụng được cơ hội mà Dalot trao tặng. Cánh nhưng mà Dalot chuyên dâng cao hỗ trợ tấn công đa năng công về thủ mẫu lợi cánh hậu vệ cánh phải quá lợi hại. Daun chắn là không thể thoát thua được rồi. Daun mùa hai cần thì trái rất phê. Nói chung là phải có Daun. Đang chạy chỗ của Daun mùa chọn vị trí. Là đồn Sancho trong những thật ra anh
phạm lỗi người ta lốt.